Vừa Kiến Ngọc Hạch mến chào quý cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị một ngày thật nhiều sức khỏe luôn ha. Và chiều hôm nay em lên một lô phôi trang đỏ và trang vàng lá nhỏ giao lưu với quý cô chú anh chị mình ha. Và lô phôi hôm nay thì gốc cũng hoành cũng khá khá anh chị, khá là to ha. Video hôm nay bắt đầu từ mã số là 191B ha. Này, đây là cây 191B. Hoành ở vị trí này là 17 anh chị, đó, chiều cao là 17 cm. Đây ha. Em cắt thì cũng còn dư cho về anh chị mình cắt lại ha, cũng không là sát quá nha. Cái phơm đấy là khá là to ha, cành nhánh cốt cành nó cũng có đầy đủ hết ha anh chị. Rồi 191B này em giao lưu anh chị mình giá là 500.000 ha, bên em bán là bao sống bao ship cho quý cô chú anh chị ha. Cây này về thì anh chị mình cứ để nguyên, giữ nguyên hiện tại như vậy ha anh chị. Đó, cây này em bứng về em xử lý hết đất cho anh chị mình rồi ha. Đó, vậy anh chị mình cứ để nguyên vậy, để trong mát mình tưới kích rễ cho nó một lần nữa ha, để trong mát khoảng 10 ngày rồi anh chị mình đem ra ngoài bóng râm cũng được ha. Có nắng nhẹ cho cây là nó phát triển dần dần rồi mình hãy cho ra nắng từ từ ha anh chị. Rồi mã số 191B nha. Rồi mã số 192B ha. Hoành cây này thì nhỏ anh chị, 12. Hoành vị trí này là 12, cao là 16 ha. Đó, nhưng mà cái dáng nó thì cũng rất là tuyệt ha anh chị đó. Vậy anh chị mình sang chậu mình vô lại như vậy nè ha. Rồi cắt cúc cái ngọn này, có thể mình cắt cúc ngọn này bỏ luôn nè. Đây thì em cắt còn dư nhiều, còn cái mấy cái rễ tràng này về anh chị mình cho cây nó sống khỏe rồi mình cắt bỏ mấy rễ tràng sau cũng được hết anh chị. Giờ mình cũng không cần gấp nó ha, để cho cây nó mạnh. Rồi đó, cái đường cong cũng rất là êm nè ha. Mà số 192B này em giao lưu anh chị mình giá là 500.000 ha. Rồi mã số 193B, hoành ngay đây là 19 ha. Em xin lỗi nha, hoành 14, cao 19 nha anh chị. Phôi này là phôi trang đỏ ha, chỉ có 3 phôi trang đỏ lá nhỏ là đầu video mình thôi ha, 91, 92 là 93 ha, là trang đỏ anh chị. Còn 7 phôi sau là trang vàng nha. Đây ha, đế cũng nở dách chữ A luôn nè anh chị. Đó. Đây, hai bên đều có đế ha anh chị. Đó, đế hai bên đều đẹp ha. Rồi 193B này em giao luôn anh chị mình là 500.000 luôn nha, giá 500.000. Rồi mã số 194B ha. Cái này thì thân trực cứng anh chị, hoành ở vị trí này là 15 nè, chỗ nhỏ này nha, em đo chỗ này chứ không có đo đây nha. Đây là nó tới 20 hơn nè. Còn cái phôm cũ với này to luôn rồi ha, khoảng 40, hơn 40 nè anh chị. Đặt luôn ha. Cây này anh chị mình thích không thích cao mình cắt lùng lại anh chị, lùng lại chỗ vị trí này ha, lấy ngọn lại. Này nó được cái dách cũ với đế ha, thân nó thì cành nhánh chưa đầy đủ không ha. Rồi phôi trang vàng nha anh chị, 194 là phôi trang vàng lá nhỏ, em giao lưu với anh chị mình giá là 500.000 ha. Rồi mã số 195B anh chị, hoành cây này là 17 nha, cao là 20, phôm cây này cũng to, phôm cũ này cũng khoảng 40 hơn nè ha. Cây này thì cành nhánh có đầy đủ cho anh chị mình nè, cốt cành đầy đủ luôn ha. Vậy nó bung ra vô dây lần đầu một là nó tròn cây luôn ha anh chị. Rồi 195B này em giao lưu anh chị mình là cũng là 500.000 luôn ha. Đó, bên em bán thì bao ship bao sống luôn ha anh chị. Rồi mã số 196B ha. Cây này cao là 18 cm ha, hoành ở vị trí này là 15, 18 mình đo từ mặt bầu lên vậy nè anh chị. Đó, từ mặt bầu lên nè ha. Rồi. Mấy cái cây này cũ cây nào cũng to hết ha. Nó chậu C8 mà nó nằm bích chậu luôn nè anh chị. Đó. Củ đế nở ha. Rồi 196B em giao lưu anh chị mình là 450.000 ha. Cây này em giao lưu là 450.000 nha. Rồi mã số 197B, cây này cái dáng bay anh chị. Hoành ở vị trí này là 21 nè. Cao giờ là 20 cm nè ha. Bò này cũng là trang vàng luôn anh chị. Đây. Dáng bay ha. Rồi 197B em giao lưu anh chị mình là 550.000 nha. Rồi tiếp tục là mã số 198B anh chị. Cây này cao 17 ha, hoành ở vị trí này là 14 anh chị. Đây, cây này hai thân nè, em đang cắt dư ra nè.
Vậy cho anh chị mình cắt trực lắc hay là gì đó. Nếu mà anh chị không thích thì mình để nguyên vậy cũng được ha. Nếu nguyên vậy anh chị mình chơi cành bay nè ha. Nghiêng ra về chơi cành bay ha. Ngọn nó ra bên đây mình nối lại ha anh chị. Còn cái mình cắt trực lắc ha. Cắt lại mình chơi trực lắc luôn. Này, dựng lại bên đây mình chơi dán này cũng được nữa nè ha. Dán này mình rút bên đây ngắn lại ha. Rồi phơm cũ nó nở nè. Cũ nở ha. Rồi 198B ha anh chị. Cây này em giao lưu anh chị mình là 550.000 nha. Rồi tiếp theo là mã số 199B ha anh chị. Chiều cao cây này là 17 sen ha. Hoành ngay chỗ này là 19 nè anh chị. Xuống đây nở ra khoảng 21 nè ha. Rồi cái phơm cũ nè. Cây này phơm cũ khủng ha. Cây này về có thể anh chị mình dựng về mình chơi chơi trực cũng được nè, trực lắc cũng được anh chị. Nó mình cắt bỏ ngọn giữa đi ha. Này. Thì em còn để như vậy giờ cho anh chị mình cắt lại nha. Cái này rễ nó hơi lép ha, nó không bằng mấy đây ha anh chị. Này. Rồi mã số 199B em giao lưu anh chị mình là 550.000 ha. Phôi này cũng là tăng vàng luôn ha anh chị. Mình chỉ có được 3 phôi đầu video thôi ha, là tăng đỏ. Còn 7 phôi cuối là tăng vàng nha. Rồi đây là mã số 200 ha anh chị. Cây này là cây trăng đỏ anh chị. Nãy em tính là trăng vàng nha. Nãy em tính định là trăng vàng nhưng mà không phải trăng vàng ha. Này là trăng đỏ nè. Đây ha. Đó, cây này về anh chị mình dựng lại, mình cắt bỏ ngọn giữa đi ha. Là mình chơi cái cành cành rớt được nè anh chị. Đây ha. Đó, ngắt cái ngọn giữa đi là nó cũng rất là lịch sự nè. Này cắt còn dư nè. Rồi mã số 200 em vô anh chị mình giá là 450.000 ha. Rồi mã số này cũng là mã số cuối video hôm nay ha. Chúc quý anh chị mình một ngày thật nhiều niềm vui luôn nha. Rồi em xin mến chào quý cô chú anh chị.